Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Financial Doctor do chị Gina Tăng phụ trách. Và chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ 6 hàng tuần vào lúc 6 giờ trên hệ thống băng tần VNATV. Xin kính mời quý khán giả cùng đón xem. Gửi lời chào đến chị Gina. Chào Phương Thảo. Gina xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang xem băng tần 57.3. Và kính thưa quý vị, trước khi bước vào phần chia sẻ của chị Gina thì số điện thoại quen thuộc của văn phòng 714-209-5571, 714-209-5571 cũng như là địa chỉ quen thuộc 12912 trên đường Proctor Street, Suite 310 thuộc về thành phố Garden Grove 92840. Và kính thưa quý khán giả, chị Gina cũng đã làm owner, làm chủ cho cái văn phòng của mình trên 8 năm, Financial Doctor. Và trước đó thì chị cũng đã lấy bằng Master, là bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh, và bằng đại học về quản trị tài chính, còn gọi là Bachelor of Financial Management. Cũng như là chị đã có những cái cộng tác cho trên 20 những hãng financial lớn của Hoa Kỳ. Đây là tất cả những cái thông tin mà chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý khán giả mỗi tuần qua cái chương trình talk show của chúng tôi. Và thưa chị, trong những cái chủ đề vừa rồi chị chia sẻ rất là hay về cái equity, về cái số tiền nhà, là mình sẽ nên làm như thế nào, cái tiền principal mình có nên hay không. Thì theo như là em nhớ là những cái số trước chị đã khuyên, đưa ra một cái lời chia sẻ là nên lấy cái số tiền đó thay vì bỏ vô cái principal cho mình, thì nên dùng cái số tiền đó mình để một cái nơi nào đó để mà có thể sinh ra cái lợi nhuận cho mình hơn. Thì không biết rằng là hôm nay chị có tiếp theo có chủ đề đó hay không, hay là chị sẽ đổi một cái chủ đề nào? Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chương trình đó để cho quý khán thính giả hiểu sâu hơn một chút xíu. Nếu mình có một cái số tiền nghĩa là cũng khá là ok đó, thì mình nên dùng cái số tiền đó để mình pay off cái nhà, hay là mình nên dùng cái số tiền đó chia ra diversify, có vừa có nhà vừa có tiền và có thể pay off nhà trong một thời gian rất là ngắn. Một cái chủ đề rất là hay. Em không nghĩ là riêng bản thân em, mà em nghĩ tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi cái chương trình Financial Doctor của chị sẽ rất là thú vị cho cái câu hỏi mà chị đã đưa ra về cái chủ đề là như vậy. Như vậy thì nếu mà trong một cái số tiền mình đã có sẵn như vậy, thì là một cái người professional như chị, thì mình nên invest hay là mình nên làm gì với cái số tiền đó thưa chị? Trước hết á, nếu mình có một cái số tiền khả quan, thì có rất là nhiều quý khán thính giả đó Phương Thảo muốn là pay off cái nhà để không cần phải lo nghĩ gì hết. Nhưng mà thực ra đó, quý vị, pay off cái nhà đó nó không có lợi. Tại vì thứ nhất á, là nếu mình thí dụ mình có 500 ngàn, thì mình mua một cái nhà mà mình pay off 500 ngàn đó, thì cái số equity nó nằm ở đó, nó sẽ không sanh ra lợi. Cái nhà nó là cái nhà thôi. Cho nên thí dụ như cái nhà đó nửa triệu, thì cái giá trị của cái nhà đó nếu nó lên nó là 800 ngàn, thì cái 500 ngàn nằm ở đó đó, nó không có lời, không có lỗ. Cho nên cái số tiền 500 ngàn đó nó sẽ bị chết nằm ở trong cái equity của mình. Mà nếu emergency á, mình cần á, mình lấy ra thì mình phải trả cái interest cho nhà băng. Thì cái phần đó nó sẽ không có được, có nghĩa là không có được có lợi cho cái người mua nhà. Thí dụ mình có cái số tiền mà 500 ngàn, mình có thể diversify, có nghĩa là mình chia ra nhiều cái allocation, là nhiều chỗ, để mà mình vừa có nhà, mình vừa có một cái lợi nhuận và mình được bảo vệ chính mình. Tại vì nếu mà mình có một cái số tiền mà mình trả off hết cái nhà, hoặc là mình ráng mình pay extra payment vào trong cái principal. Thường thường á, thật ra không có ai mà có tiền trả hết cái nhà hết. Nhất là buổi bây giờ á, Phương Thảo nhìn đụng vào một cái nhà nghĩa là trên nửa triệu, 800 ngàn, 900 ngàn. Nếu mình mà có tiền 800, 900 ngàn đó, thì mình không nên pay off cái nhà. Mình theo như lời khuyên của chị á, thì mình vẫn nên là mua để mình trả từ từ cái số tiền đó. Thì nếu mà như vậy thì cái số tiền còn dư lại của mình thì theo chị mình sẽ làm gì? Tại vì giống như chị nói là người Việt của mình á, thường thường có những cái suy nghĩ là ăn chắc mặc bền thôi, cứ trả dứt đi, cho xong căn nhà đi, coi như đó là nhà thuộc về sở hữu của mình, mình muốn sử dụng sao mình sử dụng. Đúng rồi. Cái đó thì cái suy nghĩ đó thì lâu rồi. Bây giờ nó lại là một cái thời buổi khác rồi quý vị. Ví dụ như mình có một cái số tiền đó đó, thay vì mình pay off cái nhà, thì bây giờ đó mình chỉ có pay down payment vừa đủ nhà băng đòi mình thôi.
Yeah. Xong rồi đó mình make payment hàng tháng. Và thực ra đó cái tiền mà mortgage tax đó, mình có thể deductible. Mặc dù nó không có bao nhiêu hết. Yeah. Nhưng mà cái đó cũng là một cái phần lợi addition add vào trong cái lợi của mình. Yeah. Cái lợi nhiều hơn đó là thí dụ mình có một cái số tiền khác dư đó, thay vì mình bỏ vào để mình pay cái nhà đó, yeah, thì tại sao mình không dùng cái số tiền đó để mình sanh lợi và mình có thể bảo vệ cái căn nhà của mình. Lỡ mình có chuyện gì đó thì dù sao đi nữa cash cũng là king. Đúng rồi. Nếu mà mình mất job, mình không có tiền để mà mình dùng á, thì nếu tất cả các tiền mình đổ vào ở trong cái căn nhà của mình nó trở thành equity thôi. Nhưng mà nếu mình muốn lấy ra rất là khó, Phương Thảo. Yeah. Thí dụ mình muốn mà lấy ra đó, quý vị, nếu mình apply for cái home equity line thì cái chuyện rắc rối nó rất là nhiều. Nhiều khi mình chỉ apply có 100,000 thôi, nhưng mà cái process giấy tờ nó rất là cực, và mình phải có một cái good job, mình phải proof với nhà băng đó là mình có một cái số tiền dự trữ hoặc là cái số tiền nằm ở đâu đó để mà nhà băng yên tâm cho mình mượn. Và khi mà mình được apply rồi, mình được approve rồi, thì mình dùng cái số tiền đó mình trả cho nhà băng một cái số interest cũng rất là cao. Bây giờ đó là variable, có thể là 7-8 chấm gì đó. Cho nên là mình hỏi mình là tại sao cái số tiền đó là tiền của mình, tại sao mình lấy ra mình dùng, mình phải trả cái tiền interest cho nhà băng. Mà interest nhà băng đó họ gửi về cho mình đó là mỗi tháng. Thí dụ như một cái home equity line mà mình mượn ra, thí dụ 60,000 đi, mà mình có một cái variable là 7 chấm. Mỗi tháng đó quý vị, họ gửi cái statement về đó khoảng 200 mấy lần đó. Có nghĩa là mình chỉ trả tiền lời thôi, chứ mà không có trả tiền cái principal của mình. Họ không cần cho mình trả cái tiền principal đâu, tại vì họ thích mình chỉ trả tiền lời thôi. Và mình nó họ rải ra cho mình trả có 60,000 mà cho trả tới 30 năm lận. Thì Phương Thảo cứ nghĩ là trong vòng 30 năm đó cái số 60,000 đó nó lên gấp mấy lần. Rất là nhiều cho yeah. nên là nợ này nó sẽ chồng nợ kia. Nhưng mình nghĩ có vô lý không, là tại vì cái đó tiền của mình. Yeah, đúng rồi. Tiền của mình bỏ tiền đao, mình có tiền ở trong cái home equity, thì tại sao khi mình lấy ra mình dùng mình lại phải trả tiền interest cho nhà băng? Đúng rồi. Cái chuyện đó nó không có make sense. Nhưng mà rất là nhiều người rất là thích, có nghĩa là trả additional payment. Ngay cả Gina hồi 8 năm trước đó, lúc mà Gina mới mua nhà đó, cũng rất là thích trả cái principal. Nhưng mà sau khi mà mình vào đây làm việc rồi đó, mình mới thấy là những cái kinh nghiệm mà mình thấy và những cái điều mình được học á, mình thấy là tại sao mình phải trả thêm cái phần đó, và cái tiền của mình nó bị get stuck, nó nằm ở trong đó. Muốn lấy ra cũng không phải là dễ. Và mình lấy ra thì mình cũng phải trả lại, còn nếu không thì mình phải trả cái interest đó là một thời gian rất là dài. Nhiều khi mình quên đi, mình cứ trả 200-300, mình nói ôi mình mượn 60,000, mình trả có 200 mấy một tháng à. Nó so affordable, nhưng mà cái tiền đó chỉ là tiền interest thôi, mình vẫn còn thiếu nhà băng á, nguyên một cái 60,000 đó. Và nếu mình không có biết cái điều đó sớm đó, mình cứ nghĩ là equity là cash á, thì mình sẽ trả cho nhà băng cái nợ đó suốt đời 30 năm á, cũng không hết 60,000 đó đó quý vị. Thì thật sự đó là một trong những cái vấn đề mà hầu như là những người mua nhà cũng sẽ vướng phải, chứ không phải là ngoại trừ là ai, đúng không thưa chị? Đúng rồi. Nhưng mà với là một cái người làm professional trong cái ngành financial giống như chị, thì cái lời khuyên chị đưa ra thì thấy là mình nên dùng cái số tiền đó mình làm một cái chuyện khác hơn là mình bỏ chết vô cái căn nhà đó, không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo. Tại vì á, thí dụ mình có 500,000, mình bỏ vô mình down 200,000 thôi. Yeah. Mình còn nợ 300,000. Nhưng mà 300,000 đó, nếu mình đem đi mình invest đúng chỗ, mình không bị mất tiền. Mình còn phải coi á, là cái phần mà mình đem đi đầu tư đó thì nó có safety hay không, nó an toàn hay không, và cái độ mà risky á, nó có hay không, hoặc là không có risky, có nghĩa là không có bị nguy hiểm đó. Yeah. Thì mình dĩ nhiên mình có cái con đường lựa chọn đó. Và sau khoảng 10 năm đi, thí dụ mình nói một cái thời gian 10 năm, thì cái số tiền mà 300,000 đó nó có thể trở thành 600,000. Thì mình sẽ đợi tới 10 năm sau á,
mình lấy cái số tiền đó ra mình pay off cho cái nhà, thì có phải là lúc đó đó tiền nó sẽ đẻ ra tiền, và cái nhà của mình 10 năm cái equity nó cũng đã lên rất là nhiều, tại vì nhà thì thường sẽ không có bị xuống giá. Nhưng mà muốn lấy tiền ở trong nhà ra dùng á, thì mình sẽ không, rất là bất tiện là tại vì mình phải trả interest cho nhà băng. Cho nên á, nếu mình có một cái số tiền mà khá như vậy thì mình có thể dùng 50-50. Không cần có 500 ngàn đâu quý vị. Nếu mình có 200 ngàn, 300 ngàn hoặc là mình không có, mình chỉ có đủ để mà mình make down payment thôi, thì mình cứ make đủ cái requirement của nhà băng á, rồi sau đó mình chỉ trả đúng cái số tiền mỗi tháng thôi, và cái số dư còn lại đó quý vị nên cất vào một cái chỗ khác để mà mình bảo vệ cái tài sản của mình. Cash là king, cho nên mình cứ save, stock up từ từ thì mình cũng sẽ có một số tiền rất là khá. Hoặc là nó có những cái chỗ mình bỏ vào, nếu mình không đi làm được, mình bệnh hoạn, thì mình có thể lấy cái số tiền đó ra. Rất là hay. Mình pay off cái nhà. Dạ, rất là hay. Và chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hãy giữ hệ thống văn tập VNATV, và chúng tôi sẽ quay lại phần chia sẻ của chị Shira về cái chủ đề này. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống văn tập VNATV và vẫn đang xem sự chia sẻ của chị Gina trong chương trình Financial Doctor. Và thưa chị, với lại cái cách giải thích cũng như là những cái chia sẻ của chị lúc nãy giờ thì em thấy rất rất là hay. À, vì cái số tiền mình sẽ vẫn giữ, giống chị nói là cash locking. Thì khi mà cái số tiền đó chị nói mình đem đi investment, mình sẽ đầu tư như thế nào đây? Và liệu rằng khi mà mình cần một cái emergency thì cái số tiền mình có thể lấy ra được liền hay không? Và mình sẽ có phải bị tổn thất gì trên cái vấn đề đó không thưa chị? Dĩ nhiên là mình không có tổn thất, Phương Thảo. Mình sẽ chọn tùy theo cái độ tuổi, theo cái trường hợp, hoàn cảnh. Thành ra là không có người nào giống người nào hết. Đúng. Nhưng mà có nhiều cái phương pháp để mình có thể mình có một cái số tiền emergency, nhưng mà mình không để cái số tiền đó nằm chết ở một chỗ và không sanh ra lợi. Tại vì á, người ta nói là nếu cái số tiền của mình mà không có sanh lợi thì đó là một cái sự mất mát. Chắc chắn luôn. Thì nếu mà theo lời khuyên của chị như vậy thì cái số tiền của mình tùy theo của mỗi độ tuổi khác nhau. Nhưng mà bây giờ chị đưa ra một cái ví dụ về cái công thức chung thôi, cái general in general, cho tất cả mọi người có thể biết được là cái số tiền đó mình sẽ làm như thế nào và cách sinh lợi của cái số tiền đó thế nào thưa chị? Công thức chung. Công thức chung đó là thí dụ mình có một cái số tiền nào đó. Dạ. Mình thí dụ giờ mình nói mình lấy 30 ngàn thôi. Dạ. Mình có một cái nhà mình đã mua rồi. Dạ. Một tháng mình trả lấy xe khoảng 2 ngàn. Dạ. Thì mình có nên lấy 30 ngàn đó mình bỏ vào trong cái principle của mình hay không? Yeah. Nếu là Phương Thảo nghĩ sao? Nói chung theo như cái chủ đề lần trước chị nói với em á, trước khi mà được nói chuyện với chị, được những cái chia sẻ tư vấn từ chị, thì em cũng vẫn nghĩ rằng nếu mà mình có một cái số tiền đó thì sẽ giống như mọi người á, mình lấy 30 ngàn đó mình sẽ chia nhỏ mỗi tháng, mình bỏ vô cái principle để từ từ cho nó giảm cái tiền của mình. Còn cái tiền payment của mình mỗi tháng thì mình vẫn keep như vậy. Nhưng mà cái buổi vừa rồi khi mà chị đưa ra cái talk show về cái chủ đề này thì em thấy đó là hình như không có lợi. Đúng, đúng không chị? Đúng. Đúng, chính xác là không có lợi quý vị. Tại vì thí dụ bây giờ mình lấy một con số nhỏ thôi, mình không nói là mấy trăm ngàn, nó rất là khó khăn. Thì nếu mình có 30 ngàn, mình có nên thí dụ như cái nợ mình là nó sẽ khoảng 400 ngàn đi. Thì mình có nên lấy 30 ngàn đó để mình bỏ vào cái principal để cho nó bớt xuống hay không? Thì chị nói không nên, là tại vì á, khi mà mình có một cái số tiền đó nó cũng không nhiều mà nó cũng không ít. Đúng, thì đúng. Mình nên giữ bên ngoài chỗ nào đó nó kêu là liquid. Để liquid có nghĩa là dùng được, nhưng mà dĩ nhiên không để nhà băng đâu. Nhà băng thì để đó không có lời, cũng không có an toàn. Cho nên á, là không an toàn là lỡ mà thí dụ bị scam á, thì cũng bị mất hết đúng rồi. Yeah. Cho nên đó là nếu mà mình có một cái số tiền đó thì mình có thể kiếm một cái chỗ, có nghĩa là vừa bảo vệ cái căn nhà của mình, vừa có thể có được một cái số lợi nhuận cho trung bình khoảng 8%. Nhưng mà nếu mình còn trẻ thì mình sẽ bỏ vào một cái phân khác để mà mình có thể access dễ hơn, để mà mình có thể là nếu mình bị bệnh, mình đau ốm gì đó trong vòng 3 tháng, 6 tháng mình không đi làm được, thì mình vẫn có thể mình touch được cái số tiền đó để mà mình
pay cho cái nhà, tại vì 30.000 mà mỗi tháng mình trả có 2.000 cái tiền principal á, hoặc là cái tiền payment, nó cũng có nghĩa là cho mình survive được một cái thời gian rất là khá. Và bên cạnh đó đó thì mình sẽ có một cái plan là mình saving. Mình cũng bắt đầu saving mỗi tháng, có thể khoảng mỗi ngày mình để dành 10 đồng, 13 đồng trong cái plan đó. Cho nên mình sẽ accumulate, có nghĩa là mình cho nó cộng thêm vào. Và bên cạnh đó mình vẫn có một cái plan khác là nếu mà mình bị đi mổ xẻ, mình bị những cái gì mà nó nguy hiểm tới tính mạng của mình á, thì mình có thể có một cái phần lâm sâm rất là lớn, không phải tiền mình bỏ vào, để mà mình trả pay off cái nhà. Thì cái phần đó mình có thể mình bỏ vào một cái loại gọi là life insurance. Loại đó không phải là cái loại traditional, mà là cái loại mà mình sống để dùng, chứ không phải qua đời để dùng. Và hôm nay đó Gina sẽ không nói về cái phần đó, là tại vì cái phần đó nó thuộc về lĩnh vực khác rồi. Cho nên nó là, nhưng mình nếu mình có một số tiền, mình có thể rất là nhiều chỗ mình bỏ vào. Thí dụ quý khán thính giả mà 6-70 tuổi thì mình dĩ nhiên mình không có qualify cho những cái plan đó. Mình có những cái plan khác. Cho nên là nó có muôn hình vạn trạng, tùy theo mỗi một cái tình trạng của quý khán thính giả, mà chị nào có thể giúp cho quý vị thấy rõ được cái giống như là cái picture xa như vậy đó. Một cái bức tranh để cho mình có thể hiện rõ ra được những cái vấn đề của mình ở trong đó. Thì quý khán giả nếu có những cái thắc mắc, đây là những cái công thức chung mà chị Gina để đưa ra cho quý khán giả để hiểu được rằng là cái số tiền mình cần phải dùng như thế nào để mà mình có thể sinh lời trên cái số tiền mình còn dư lại sau khi mình đã mua nhà. Thì quý khán giả hãy gọi điện cho số 714-209-5571, 714-209-5571. Và tùy vào những trường hợp cụ thể thì chị Gina sẽ có những cái câu trả lời rất là cặn kẽ, cho đến khi nào mà quý khán giả thật sự là hiểu được rõ về cái vấn đề mình cần và mình sẽ cần dùng cái số tiền đó như thế nào. Chị, thưa chị, thì em quay lại một chút xíu, khi mà cái vấn đề mà mình đem cái số tiền mình đi đầu tư như vậy, thì khi mà cần mình có thể lấy ra được liền. Và cái lợi nhuận của mình cũng là một trong những cái vấn đề rất là quan tâm của mọi người, chứ không phải là của riêng bản thân em. Đúng rồi. Thành ra là bởi vậy mình mới nói là mình sẽ chọn cái investment nào. Mình phải ngồi xuống, mình analyze ra, mình phân tích ra cái loại investment nào mà nó cho mình một cái sự safety 100% và nó không có risk. Có nghĩa là nó không có một cái sự gọi là nguy hiểm trong cái số tiền của mình thì mình mới làm. Còn nếu mình nói là bây giờ tôi lấy cái số tiền đó ra tôi đầu tư vào stock, stock không cho mình cái sự an toàn. Cái phần risky á, cái phần safety á, thì cái phần an toàn nó thấp hơn cái phần nguy hiểm. Thành ra là nếu mình đem cái số tiền đó ra để mà mình chơi với stock thì chuyện đó dĩ nhiên là Gina nói mình không khuyên là nên làm như vậy. Cho nên là mình cứ suy nghĩ một cách đơn giản đó, cái tiền nằm ở trong cái home equity của mình đó, nếu nó không make được tiền thì cái đó là cái sự mất mát của mình. Và 100% là nếu cho dù cái nhà mình nó là 500.000, 800.000, tiền đó mà nó available thì mình cũng vẫn không có make được số tiền extra nào hết, là tại vì nó không có một cái cách nào để mà equity tiền ở trong đó mà họ cho tiền lời hết. Cho nên là thay vì mình bỏ cái số tiền của mình có vào, mình để ở bên ngoài, tại vì mình muốn access, có nghĩa là access được cái tiền cash của mình á, nếu mà mình bị một cái trở ngại gì đó về cái phần tài chính của mình. Đó thì nó có nhiều cái chi tiết ở bên trong lắm Phương Thảo. Thành ra là đó chỉ là một cái sự chung chung. Có nghĩa là mình có nên pay off cái nhà hay không? Mình có nên make additional payment hay không? Thì câu trả lời là không nên. Tại vì em có nhớ lần trước cái chủ đề chị cũng đưa ra một cái ví dụ người thứ nhất và người thứ hai, khi mà cái equity life home là một cái người thì quá nhiều, một cái người không có. Nhưng mà sau khi mà payment hết cái nhà thì không còn, coi như là zero emergency, còn một người còn dư lại khoảng là 100.000, đúng không chị? Thì chị nói là cost of living đối với cô này, mặc dù là cái payment của cái người đó sẽ cao hơn cái người đã pay up cái căn nhà của mình. Đúng rồi Phương Thảo. Tại vì tại sao cái cô Martha
cổ có cái large mortgage thì mà cổ lại safe hơn cái cô Mary, cổ có small thôi, một phần thôi. Nếu mà chia ra ba phần thì cổ còn một phần nữa. Đúng rồi. Tại vì á khi mà cái large mortgage mà mình own, thí dụ mình có cái nhà là 300.000, bây giờ mình own 200.000, có nghĩa là mình bỏ vào 100.000 thì cái số 200. Mortgage đó là cái nợ. Dạ đúng rồi. Ai là cái người risky hơn? Nhà băng chứ không phải mình. Tại vì mình đã có 100.000 mà 200.000 để emergency rồi. Còn cái 200.000 mà mortgage đó đó là cái phần risk nó thuộc về nhà băng. Còn cái cô Mary đó, cổ không có một đồng cash emergency nào hết. Có nhiều tiền cổ bỏ vào trong cái mortgage, có nghĩa là cái nợ của cổ. Thì cổ vô tình nó cổ đem cái risk về cho cổ. Nhà băng nó less risk là tại vì nó giữ hết equity khá của mình rồi, khá nhiều rồi. Thành ra là nếu một cái chuyện gì đó xảy ra trong cái thế giới này đi thì mortgage nó bị drop. Nếu nhà mình đang là 300.000, bây giờ nó drop xuống còn có 150.000 thì có phải cô Mary mất tiền không? Đúng rồi. Tại vì equity đó là nó đi lên đi xuống theo cái giá trị của căn nhà. Còn cái cô Martha, cổ có 300.000, bây giờ cổ ôn 200.000, mà bây giờ đó cổ có 200.000 cái tiền cash bên ngoài. Cổ có 100.000 chứ. Cổ có 100.000 thì khi mà cái giá trị nhà mà nó sụt xuống còn có 150.000 á thì cổ cũng đâu bình có mất mát gì đâu. Không mất cổ gì vẫn có 100.000 ở trong nhà băng của cổ. Thành ra là đó là cái sự mà khác biệt của ôm một cái large mortgage là nhiều nợ và một cái ít nợ. Thì nếu mình có nhiều nợ đó thì nhà băng á sẽ là người nguy hiểm hơn là mình. Nếu mình make additional payment, có nghĩa là trả thêm chút á, thì nhà băng có lợi từ từ á, mình đem cái risk nó transfer qua mình. Dạ, thì nhà băng rất là cảm ơn mình, là tại vì càng có equity ở trong nhà thì nhà băng á càng thích, là tại vì cái đó là lợi cho nhà băng. Cho nên là tại sao có những cái trường hợp bị foreclosure, tại sao có những cái trường hợp investor họ đi mua nhà, tại vì đó là một trong những cái bất lợi, trong những cái bất lợi, lợi của mình mà mình không có biết. Dạ. Và cái chủ đề đó chắc có lẽ để dành một cái dịp nào đó chị Gina sẽ chia sẻ thêm cho quý khán giả. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Và hãy nhớ số điện thoại chị Gina 714-209-5571. Và cảm ơn chị. Cảm ơn Phương Thảo. Gina xin thân ái kính chào quý khán giả đang xem băng tần 57.3. Gina xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi nói chuyện kỳ tới.